cuối cùng ta đã chờ đợi ngày này cũng đã đến. Ta đã quay trở lại. Ta sẽ hủy diệt hành tinh trái đất này thành tro bụi. Chú quỷ, ngươi đừng hòng thực hiện được âm mưu xấu xa đó. Ta không cho phép ngươi đụng tới hành tinh của bọn ta đâu. Hả? Cái gì? Lại là thứ khốn kiếp này. Ngươi, ngươi là chi tái tình? Ngươi sống dài thật đó. Mấy ngàn năm rồi, ngươi vẫn chưa chết à? Hả? Ngươi biết bọn ta hay sao? À, chắc có lẽ người ngươi biết chính là cha bọn ta. Còn bọn ta là phiên bản nâng cấp của ông ấy, Violet Godchi Titan. Cái gì? Ngươi tự cho mình là thần à? Vậy thì ta sẽ kết liễu ngươi cùng với cả hành tinh này. Ngươi đừng ngóng con. Xuống đây nên ta tới đây đón các con. Nào, đến lúc các con phải quay lại trần gian. Thưa cha, là sao chứ? Chúng con không hiểu. Hãy lắng nghe những gì ta nói. Các con vẫn còn sứ mệnh ở trần gian. Ta đã xin phép Diêm Vương cho các con hồi sinh trở lại, đi tìm một cơ thể đặc biệt có tên là Eritus trước đây của ta. Ba con hãy nhanh chóng nhập hồn vào đó. Chắc chắn các con sẽ trở thành một thực thể mới vô cùng mạnh, không kém gì Godchi Titan cả. Trời, vậy thì cha hãy đi cùng các con đi. Hãy cùng nhau hồi sinh, rồi chúng ta sẽ chung sống với nhau. Không được, ta đã hứa với Diêm Vương rồi. Ta sẽ phục vụ ông ấy suốt quãng đời còn lại. Nào, hãy trở lại trần gian đi. Không, cha ơi, chúng con không muốn bỏ cha đâu. Chết tiệt. Sự hồi sinh rồi, nhưng cơ thể chúng ta lại tồn tại dưới dạng linh hồn. Chắc có lẽ chúng ta vẫn còn duyên nợ với trái đất này. Nào các anh em, mau chia ra tìm cái cơ thể cũ của cha, gọi là Eritus gì đó đi. Biết rồi. Hả? Nhìn kia, thấy rồi, hình như nó nằm đằng kia. Hay quá, vậy là chúng ta tìm thấy rồi. Các anh em, mau tập trung lại đó đi, chuẩn bị nhập hồn vào cái xác đó nào. Khoan đã, sao cái cơ thể cũ kỹ mà cha nói này nhìn nó xấu xí quá đi. Trời đất ơi, trên đầu nó còn có một cái bồn cầu nữa kìa. Không lẽ thứ này thuộc về loài quái vật toilet hay sao? Các anh đừng có nghi ngờ nữa, có lẽ cha nói đúng đó. Thứ cơ thể này sẽ có một sức mạnh vô cùng to lớn, không thua kém gì Godchi Titan trước đây của chúng ta đâu. Thôi, chúng ta không còn cơ hội nào khác. Mau, nhập hồn vào đó đi. Vậy thì, quyết định như thế đi. Được rồi, thành công rồi. Chúng ta hồi sinh lại cái cơ thể này được rồi. Hay quá. Tôi biết, cha chúng ta không lừa chúng ta mà. Nào, nhanh chóng, chúng ta điều khiển cơ thể mới Eritus này đi tìm tên chú quỷ kia, kết thúc thứ đó đi. Wow, cơ thể này thật là lợi hại quá đi. Đúng vậy, cha đã nói nó không thua kém gì Godchi Titan. Vậy thì chúng ta hãy đặt cho nó một cái tên mới, chính là God Eritus. Được rồi, đến lúc bảo vệ trái đất này, diệt trừ bọn xấu xa nào. Chết tiệt, thưa chú quỷ đó, không có ở chỗ cũ, hắn đi đâu mất tiêu rồi. Chạy đi, chạy đi.
hình như có những sinh vật nhìn thấy tên chú quỷ. Này, này, cái gì thế này? Thì ra là lũ quái vật bồn cầu đầy điện tích à? Các ngươi có thể cho bọn ta hỏi, các ngươi nhìn thấy chú quỷ ở đâu không? Hả? Kỹ nào đây? Ngươi, ngươi chặn đường bọn ta định làm gì? Chết tiệt, tôi nhận ra hắn rồi. Hắn là Titan Eritus trước đây. Hắn cùng phe với lũ Skibidi Titan là kẻ thù của chúng ta. Mau giết chết hắn đi. Chết tiệt, các ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy? Ta chỉ muốn hỏi các ngươi đường đến chỗ tên chú quỷ để ta tiêu diệt hắn mà thôi. Câm mồm đi, tên Titan Eritus. Ngươi và Thor tiên bọn ta có mối thù không đội trời chung, bọn ta phải báo thù. Vậy thì chính kép ngươi ép bọn ta ra tay đó nha. Chết hết đi. Cơ thể God Eritus này đang hấp thu điện tích năng lượng của lũ quái vật bồn cầu kia. Hay quá, thoải mái quá, tràn trề năng lượng quá. Không, chạy thôi. Tên Titan Eritus này mạnh quá. Ai biểu các ngươi ra tay với ta trước làm gì? Hay lắm, thật vô tình gặp lũ quái vật bồn cầu đầy điện tích này lại cung cấp cho cơ thể God Eritus này một nguồn năng lượng đến như thế. Bây giờ mình cảm thấy cơ thể này đầy tràn trề sức mạnh rồi, đến lúc phải tìm được tên chú quỷ kia, kết thúc hắn. một tí nữa thôi, loại của hành tinh đen ghét này sẽ nổ tung. Nguồn sức mạnh gì thế này? Ta cảm thấy có một kẻ nào đang tới. Là bọn ta đây, chú quỷ. Lần này người nằm xuống sẽ là ngươi. Cái gì thế này? Một tên tài tình buồn cầu to gan dám đuổi mặt với ta. Ngươi còn nhớ mấy ngày trước ngươi đã đánh bại một cơ thể con chi tài tình, trong đó có 3 linh hồn của bọn ta. Bọn ta được sự giúp sức của cha mình dưới địa ngục, ông ấy đã chỉ cho bọn ta một cơ thể thứ hai có sức mạnh tương đương, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Đó chính là God Eritus này. Bọn ta đã nhập hồn vào và bây giờ đến để lấy mạng ngươi. Cái gì? Thì ra là lũ khốn kiếp chúng mày. Chúng mày thật là dai đó. Nhưng lần này ta sẽ cho chúng mày chết không những tan xác mà còn hồn tiêu phách tán, để chúng mày khỏi phải đầu thai lần nữa. Chưa biết ai đánh bại được ai đó. Ngươi hãy xem sức mạnh mới của ta đây. Sức mạnh của God Eritus, một vị thần Skibidi Titan được tái sinh. Mẹ kiếp, thứ nhãi mép đây. Ngươi làm ta khó chịu rồi đó. Chết tiệt, đau quá. Tao sẽ nuốt chửng mày, để linh hồn mày bị tiêu vào trong bụng của tao. Chết tiệt, chú quỷ này, đúng quá không, thật hổ danh là chú quỷ. Hắn mạnh quá, lợi hại quá. Nếu tiếp tục như thế này, chắc chắn mình sẽ bại như lần trước mà xem. Đúng rồi, thưa chú quỷ này, hắn chắc chắn có một nhược điểm gì đó, phải tìm ra bằng được. Ngươi mệt rồi phải không? Hết năng lượng rồi phải không? Cái gì? Tại sao ngươi cứ chạy vòng vòng thế kia? Không lẽ ngươi sợ rồi à? Vậy thì hãy quỳ xuống quan sinh ta đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi đó. Nhìn thấy được điểm yếu của ngươi rồi, chính là dưới đuôi của ngươi. Ngươi tích tụ rất nhiều nguồn năng lượng dự trữ. Cái gì?